Dương Mai chích chè bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai dảo Phú Tân hàng liền cốt 3 mùa cả nhà. À, trong đây nó có dảo Thủ Đức nữa nha. Đó, ngày hôm nay đang soạn cây để về giao cho quý khách đây. Cả nhà nhìn cái đám mai nó rất là lớn và rất là rộng đúng không ạ? Nó chiều cao của cây thì nó tầm khoảng 40 cho đến 50 cm á cả nhà. Đó, đây bây giờ đang lựa về cho quý khách đây cả nhà ơi. Em sẽ đi từ từ tới cho cả nhà mình xem cây nha. Con dẫn nhung không? Lựa cho con dẫn nhung nha. Đây cả nhà ơi. Trời ơi, đây nè, dảo Phú Tân nè cả nhà nhìn nè. Cây nào cây nấy nó đều trang như thế này nha cả nhà. Nó đều rang luôn á mọi người ơi. Cao tầm 40 đến 50 cm ha. Lô này phải nói là đẹp xuất sắc luôn nha. Xuất sắc ông mặt trời luôn mọi người ơi. Đây, đó, cây rất là đẹp nha. Tất cả rễ thì đều được xử lý rễ hết đây. Đó, tổ chim nè, rồi lò xo nè. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Đó, đây. Đó, hiện tại thì đang lựa hàng về cho quý khách đây nha cả nhà. Ừ, đây ha. Rồi, chúng ta hãy vào đây xem một cái lô em đang chuẩn bị mang về cho khách đây. Ở lô này thì lụa nó đều trang luôn cả nhà. Chín mùi nó đều rang hết luôn á. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau nha. Đây, cả nhà nhìn nè. Lụa về một cái đám này để chuẩn bị giao cho khách nè. Rồi lô này thì em bán với giá là 200k một cây. Nếu chúng ta lấy 2 cây là bên em đã receipt cho chúng ta rồi. Và thêm một chương trình cho khách hàng đặc biệt nữa thì 10 cây bên em sẽ tặng cho chúng ta một cây. Nếu mua từ 50 cho đến 100 cây chúng ta sẽ có giá sỉ đặc biệt luôn nha cả nhà. Đó rồi đây nha. Đó, đây, chúng ta hãy cùng xem cây nha. Đầu tiên chúng ta sẽ coi cái bầu nó ra rễ như thế nào. Đó, đây là hàng thuần chậu 100%. Hàng này em gửi thì bên em sẽ không có là gửi chậu nha cả nhà. Bởi vì cái chậu này nè, cả nhà nhìn nè, đi nó cũng sẽ bể thôi, rồi nó bể phân hết cho nên lấy ra giày quấn bầu ha. Đây, tất cả thì đều được uống dán lông như thế này. Chỉnh sửa dán lông hết nha mọi người. Đây. Đó, rồi, bể chậu luôn rồi. Rồi, bể chậu luôn rồi. Đây, cả nhà nhìn nè, uống dán lông 100%, chiều cao nó tầm 40 cho đến 50 cm nha. Rồi, cái lô này thì rất là đẹp cả nhà, giá chỉ có 200k thôi. Còn rễ thì nó xử lý đủ kiểu như thế này. Đây, trời ơi, có cây này rễ đẹp quá nè. À, cái này là rễ lò xo con sâu gì đây ha. Đây. Đó, cái này thì tổ chim mà cái cốt cả nhà nhìn nè, trời ơi, cái cốt bự dữ trời. Đó, lô này quá tuyệt vời luôn rồi cả nhà ơi. Lô này rất là tuyệt vời nha. Đó, tại vì em lựa hàng về thì cũng lựa hàng nhất nhì trong đám đem về trước, còn cái kia thì chúng ta để lại dồn lại nuôi tiếp rồi vài bữa tốt vô lấy tiếp ha. Cho nên là hàng vời là hàng chất lượng không nha cả nhà. Đó, coi nè mọi người nhìn nè, cái đám gì mà nó đều trang luôn, đều nè. Đều ghê không? Đó ha. Rồi vô dây chỉnh sửa hết rồi. Giờ chúng ta về chỉ cần bỏ cái chậu vào, cái chậu đẹp chúng ta nuôi thì chúng ta chơi tết thôi cả nhà. Rồi ngoài cái hàng đó thì em có dảo Thủ Đức nữa nha. Đây nè, có lô dảo Thủ Đức nữa nè. Thủ Đức thì nó cũng giống y chang vậy á, nhưng mà nó giống là giống Thủ Đức ha. Ừ, cũng giá 2 xị luôn. Rồi bên đây đó, bên đây là Phú Tân thì đa số, Thủ Đức thì số lượng ít thôi ha. Rồi nếu mà ai thích loại này thì cứ alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.